Với mong muốn giúp các em thiếu nhi có một Tết Trung Thu vui vẻ, ấm áp, đồng thời tạo môi trường tốt nhất để các em học tập vui chơi, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm 2015. Tại chương trình, hơn 200 em thiếu nhi là con cán bộ công nhân viên, người lao động các đơn vị của Tổng Công ty Sông Đà đã được nhận những món quà ý nghĩa và những suất học bổng cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, vui nhộn về tuổi thơ, những câu chuyện cổ tích về chú Quậy, chị Hằng Nha, hoạt cảnh sự tích Tết Trung Thu và truyền thuyết, ý nghĩa của đêm hội trăng rằm. Đồng thời, các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống và hiện đại như làm đèn ông sao, làm bánh trung thu, vẽ tranh cát, tổ tượng, v.v. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình kế hoạch hàng năm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn, giúp cho các em có thêm hiểu biết về những ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc. Việc tổ chức vui Tết Trung Thu còn tạo cho các em sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển cả về thể chất cũng như tinh thần. Đồng thời, đây cũng là hoạt động giúp cho cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty yên tâm hơn trong công tác.